bệnh của ba tôi. Phật tử chúng ta thường hay tụng chú là ngữ ngôn văn tự của Phật Bồ Tát phát xuất từ trong thiền định. Trong khi Phật Pháp truyền sang Hán, đất Hán cũng có một số chú thế gian, tuy cố cánh không tuyệt hảo, nhưng vẫn có thể hiển linh giải trừ tai nạn. So với Phật chú, cũng có thể thần kỳ hiệu nghiệm giống nhau. Chú gọi là Đà La Ni, dịch sang Hán ngữ có nghĩa là tổng trì, là giữ gìn thiền pháp không cho tán thức và ngăn ác pháp không cho khởi. Chú còn được gọi là mật ngữ, vì Phạm Thiên và Nhị Thừa không hiểu. Chú còn gọi là chân ngôn, hàm ý Như Lai thuyết lời chân thật, không dối. Một số chú là do Phật phóng quang trong hào quang thuyết ra nên gọi là minh. Uy thần công đức chú Phật không thể nghĩ bàn. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói: A Nan, đây là câu văn bí mật vi diệu. Từ hào quang Phật đảnh tụ hội của mười phương chư Phật, mười phương Như Lai nhờ chú này mà đắc thành vô thượng chánh biến tri. Hàng hữu học các ông chưa hết luân hồi, phát tâm chí thành, đạt được A-la-hán, không trì chú này mà tọa đạo tràng, khiến thân tâm xa lìa ma sự, thì không có điều đó. Trong Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni cũng nói: nếu có người xuất gia tại gia nào hành trì chân ngôn, tụng chú này đủ 90 vạn biến, thì vô lượng kiếp tạo thập ác, những tội tứ trọng, ngũ vô gián, thảy đều tiêu diệt. Sinh ra thường được gặp chư Phật Bồ Tát, tài bảo phong diêu, thường được xuất gia. Trong Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni nói: lúc tụng chú, mười phương chư Phật đều đến chứng minh, tất cả tội chướng đều tiêu diệt, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, phá trai phạm giới, phá tháp hoại tự, trộm vật chúng tăng, làm ô nhiễm hạnh thanh tịnh, tất cả trọng tội ác nghiệp như thế, thảy đều tiêu diệt. Chỉ trừ một việc, nơi chú sinh nghi, thậm chí tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được diệt, huống là trọng tội. Tuy chẳng diệt trọng tội ngay, vẫn có thể trồng nhân bồ đề về sau. Tôi ban sơ liễu ngộ sức mạnh và uy thần công đức Phật chú bắt đầu từ bệnh của phụ thân. Ba tôi đau bao tử nhiều năm, tùy theo tuổi tác tăng, bệnh bao tử càng ngày càng đau. Hôm đó khi trời lạnh buốt, ba tôi ăn sáng xong thì lái xe đi làm, đến trưa thì cảm giác bao tử nóng muốn nôn. Ông mới ủa một tiếng, máu tươi tuôn ra giống như núi lửa phun trào vậy. Đồng nghiệp chung quanh sợ điếng hồn, không biết phải làm sao. Một người nhanh trí đỡ ba tôi dậy cho nằm nghỉ trên ghế sofa, rồi gọi điện báo cho tôi hay. Nhận được tin, tôi nhanh chóng đưa ba tôi vào bệnh viện cấp cứu. Do vội vàng nên tôi chỉ mang theo mình cuốn sách nhỏ có chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, thập chú. Lúc đến bệnh viện, ba tôi nằm trong phòng cấp cứu, mặt trắng bệch, không ngừng thổ huyết. Mẹ tôi ngồi bên cạnh lo lắng, chẳng biết phải làm sao, bà bật khóc. Trong phòng cấp cứu, nhìn giống như địa ngục nhân gian, tiếng rên rỉ, khóc lóc, kêu la vang dội không ngừng, có đủ loại bệnh tụ hội ở đây. Tôi đi liên lạc sắp xếp, đưa ba tôi vào một phòng tương đối yên tĩnh. Bác sĩ đến kiểm tra phòng nói: người này thổ huyết quá nhiều, nếu như không khống chế được á thì hậu quả xấu khó lường. Tối nay á, thân nhân nhớ chú ý quan sát, hễ thấy thổ huyết nữa thì phải lập tức cho truyền máu. Nghe bác sĩ nói, khó khăn lắm ba tôi mới đưa được tay lên khoác, tỏ ý ông không muốn truyền máu. Tôi vội trả lời bác sĩ: dạ dạ, chúng tôi sẽ theo dõi, có gì thì sẽ liên lạc với bác sĩ liền. Đêm đó tôi không sao chợp mắt được, vì rất lo cho bệnh của ba tôi. Tôi đem hết lòng thành, cầm cuốn sách chú lên bắt đầu tụng. Nói ra xấu hổ, đây là lần đầu tiên tôi tụng chú một mình. Trước đây chỉ nghe tụng chú trên đĩa, cho dù có lúc phát âm không chuẩn, nhưng tôi tin thành tâm ắt có cảm ứng, Phật lực nhất định sẽ gia hộ cho ba. Tôi cũng không biết mình đã tụng bao nhiêu biến,
tôi cứ đọc mãi cho đến khi tôi và ba của tôi cảm thấy toàn thân ấm áp thư thái, bầu không khí an lành bao phủ khắp phòng. Sáng hôm sau, ba tôi phải làm kiểm tra bao tử. Tôi thầm niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm, hy vọng kỳ tích phát sinh. Uy lực chú Phật quả không thể nghĩ tưởng. Trong quá trình kiểm tra, các bác sĩ đều há miệng ngạc nhiên. Họ cho rằng bệnh này rất nghiêm trọng, khó mà tin là có thể hồi phục nhanh chóng như vậy. Vết thương cũng đã lành, xem như khả năng bị ung bú được loại trừ. Một tuần sau, ba tôi tái khám. Bác sĩ đưa kết quả là chứng bệnh viêm lở bao tử. Trong thời gian cha tôi nhập viện, tôi tụng thầm 7 bộ Địa Tạng và phóng sinh hồi hướng cho ông. Hơn tuần sau thì cha tôi hồi phục xuất viện. Việc này càng khiến tôi tăng thêm tín tâm, kiên định học Phật và tin vào sức mạnh không thể nghĩ lường của chú Phật. Tôi phát nguyện dùng hết sức mình làm đời ích chúng sinh, giúp nhiều người biết đến Phật Pháp, sớm lìa khổ được vui. Giải thích thêm, các chú Phật đều có công đức và sức mạnh không thể nghĩ tưởng. Chỉ cần không khởi niệm hoài nghi với chú, dùng tâm từ bi, bình đẳng, bồ đề, tâm cung kính, tâm làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, tâm như bất động, tâm tỉnh táo sáng suốt, tâm thanh tịnh vô nhiễm mà trì chú, chắc chắn sẽ đem lại lợi ích cho chúng sinh, hóa giải oán cừu, chuyển ác duyên thành thiện duyên, được đại tự tại. Đại sư Ấn Quang nói, tụng chú quý ở chỗ thành tâm. Cho dù không biết nghĩa, nhưng nếu tinh tấn dốc hết lòng thành, cung kính trì tụng, lâu dần nghiệp tiêu trí sáng, có thể đạt được Phật ý. Chúng ta hãy y giáo phụng hành. No.
Nam mô A Di Đà.